ngày 2 tháng 9, The Korean Ka Blog đăng tải hình ảnh Hyundai Santa Fe 2023 xuất hiện tại một ga hàng hóa sân bay ở Hàn Quốc, trước khi được vận chuyển tới Mỹ hoặc châu Âu để tiếp tục phát triển. So với lần lộ diện trước đây, những hình ảnh mới nhất cho thấy toàn cảnh về kiểu dáng hình hộp và bộ mâm 5 chấu họa tiết tam giác của Santa Fe 2023. Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 có tên mã nội bộ MX5. Thông thường, chu kỳ giữa các phiên bản của xe Hàn cách nhau 3 năm, nhưng Santa Fe thế hệ mới sẽ ra mắt sớm hơn 8 đến 10 tháng. Hyundai ra mắt sớm Santa Fe 2023 vì mẫu xe này đang thua kém doanh số so với đối thủ Kia Sorento tại quê nhà. Trong năm 2021, Santa Fe đạt doanh số 57.578 xe, thấp hơn thành tích 76.883 xe của Kia Sorento, thậm chí thấp hơn cả đàn anh Hyundai Palisade, 64.791 xe, vốn có giá bán cao hơn một bậc. Điều này đáng nói ở đây, Hyundai Santa Fe từng là mẫu SUV bán chạy nhất Hàn Quốc, trước khi Kia Sorento thế hệ thứ tư ra mắt tháng 3 năm 2020. Thậm chí, Hyundai Santa Fe còn chịu áp lực từ những mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn. Hyundai Tucson và Kia Sportage đều có phiên bản trục cơ sở kéo dài, với kích thước trở nên tiệm cận Santa Fe. Cụ thể, Tucson bản trục cơ sở kéo dài chỉ ngắn hơn 1cm so với Santa Fe. Đồng thời, Santa Fe cũng chưa có tùy chọn động cơ HEV, Hybrid và PHEV, Hybrid sạc ngoài. Hyundai Santa Fe thế hệ mới sẽ lột xác toàn diện, với ngoại thất thiết kế dạng hình hộp dễ liên tưởng, tới Land Rover Defender. The Korean Ka Blog tin rằng, xe sẽ được nâng kích thước lên SUV cỡ lớn 7 chỗ đúng nghĩa. Nội thất bên trong cũng cho thấy lối thiết kế sử dụng các đường thẳng và hình hộp, ví dụ như táp bi cửa, ô cửa kính hay ghế ngồi. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Hyundai Santa Fe sẽ sử dụng logo phát sáng mới tại một số thị trường. Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe đang là mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc với mức tiêu thụ 5.869 xe trong 7 tháng đầu năm 2022, cao hơn đáng kể so với Kia Sorento, 3.082 xe, Mazda CX-8 2.285 xe, thậm chí cả Toyota Fortuner 4.283 xe, Ford Everest 2.029 xe và Mitsubishi Pajero Sport 866 xe.